Chào quý khán thính giả, chương trình phát hình hôm nay của bản tin qua thành đốn gồm có phần tin đáng chú ý, phần nhận định của bình luận gia Đại Dương và sau cùng là bản tin sinh hoạt cộng đồng. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Ông Obama đề nghị tăng mức lương tối thiểu và đầu tư vào việc làm hạ tầng cơ sở. Ông Rubio cho rằng chính phủ càng lớn càng gây ra thêm vấn đề kế hoạch an ninh mạng của Hoa Kỳ nhắm vào việc giữ cho Trung Cộng đứng ngoài hệ thống của Mỹ. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin lời hứa của ông Obama để chi tiêu mà không cộng thêm một cách nào vào mức thâm hụt đang thu hút sự hoài nghi. Bài diễn văn trước quốc dân thường chứa đựng những lời hứa hẹn và các mục tiêu cao nhất. thế nhưng lời hứa hẹn của ông Obama vào tối thứ Ba để đẩy mạnh một số đề luật chi tiêu mà không cộng thêm một cách nào vào mức thâm hụt dường như chỉ có một chút ý nghĩa đối với phe Cộng Hòa thật khó để bắt buộc bất cứ một chương trình chi tiêu cụ thể nào được trang trải hay không. Một đề luật có thể được bù đắp bằng việc tăng thuế ở lĩnh vực khác trong ngân sách, nhưng sau đó những chương trình khác lại không được trang trải, đưa tới hậu quả trên 1.000 tỷ Mỹ Kim thâm hụt trong 4 năm qua. Đối với phép công hòa, chi tiêu cho hạ tầng cơ sở là luật cho thêm kích thích kinh tế, vốn chính xác là những gì Chủ tịch Hạ viện John Banner liệt kê trong một bản tuyên bố vào tối thứ Ba. Thượng sĩ Marco Rubio, Người đọc bài diễn văn phúc đáp của đảng Cộng hòa tuyên bố rằng giải pháp của ông Obama cho mỗi vấn đề mọi người đang hướng đầu là cho hoa tình đốn được đánh thuế thêm, vay tiền thêm và chi tiêu thêm. Ông Obama kêu gọi đầu tư thêm vào khoa học kỹ thuật cũng như luật lệ để giải quyết việc thay đổi khí hậu và các chính sách tạo thêm năng lượng sạch. Và Tổng thống cũng yêu cầu ban hành một đạo luật cho các gia chủ được tái tài trợ nợ thế chấp nhà, cùng loan báo một chính sách khen thưởng các trường khai triển mối hợp tác mới với các trường đại học và các sở làm. Một loạt các đề luật này sẽ tốn kém tiền bạc, mặc dù số tốn kém bao nhiêu vẫn chưa rõ, cũng như chưa biết là chúng được bù đắp bao nhiêu. Ông Obama thừa nhận hôm thứ Ba rằng tác động lớn nhất của món nợ lâu dài là chi phí gia tăng về y tế. Và ông cho rằng mọi người không thể yêu cầu các bậc cao niên và những gia đình lao động gánh vác toàn bộ gánh nặng của việc giảm bớt thâm hụt, trong khi không yêu cầu điều gì thêm nơi những người giàu có nhất và quyền thế nhất. Ông nói rằng ông sẽ ủng hộ một số cải tổ chương trình Medicare nhằm giảm bớt phụ cấp cho các công ty bán thuốc theo tòa và yêu cầu thêm phụ cấp từ các bậc cao niên giàu có nhất. Các công ty Mỹ tái dự trữ hàng với mức độ chậm hơn trong tháng 12 Các công ty Mỹ tái dự trữ hàng trên kệ và ở các kho chứa theo một mức độ chậm hơn trong tháng 12 là một dấu hiệu cẩn trọng khi thương vụ yếu kém. Việc tái dự trữ hàng chậm là một ảnh hưởng lớn kéo dài đối với nền kinh tế trong 3 tháng cuối năm ngoái Bộ Thương mại cho biết việc kiểm kê tồn kho của các doanh nghiệp nhích lên 0,1% trong tháng 12 từ tháng 11, dưới mức độ 0,2% của tháng trước đó và là mức gia tăng nhỏ nhất kể từ tháng 6 năm ngoái. Tổng số thương vụ của các công ty bán sĩ, bán lẻ và các nhà sản xuất gia tăng chỉ có 0,3%, tức là thấp hơn mức 0,9% của tháng 11. Việc tái dự trữ hàng tồn kho ít có nghĩa là các xí nghiệp sản xuất ít hơn khiến hạ thấp thành quả bao quát về kinh tế. Nếu thương vụ tiếp tục gia tăng, các công ty có thể phải tái dự trữ hàng nhanh hơn trong tam cá nguyệt từ tháng Giêng cho tới tháng 3 để đẩy mạnh tăng trưởng. Một bản tin khác trong ngày thứ tư cho thấy việc chi tiêu hàng bán lẻ đã nhích lên một ít trong tháng Giêng. Ông Obama đề nghị tăng mức lương tối thiểu và đầu tư vào việc làm hạ tầng cơ sở. Tổng thống Barack Obama đề nghị hôm thứ Ba để tăng mức lương tối thiểu khoảng hơn 20%, đầu tư 50 tỷ Mỹ Kim vào đường xá và cầu cùng chi ra 15 tỷ Mỹ Kim cho chương trình việc làm trong ngành xây cất nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Trong bài diễn văn trước quốc dân, ông Obama yêu cầu quốc hội ủng hộ kế hoạch này, vốn bao gồm cải tổ thuế và giáo dục mà chính phủ tin là sẽ giúp thu hút các nhà sản xuất trở lại Hoa Kỳ. Việc tăng lương tối thiểu từ 7,25 Mỹ Kim lên tới 9 Mỹ Kim một giờ sẽ nâng cao lợi tức cho 15 triệu người dân Mỹ và được thực hiện theo từng giai đoạn. Các viên chức ghi nhận có một số gia tăng các viên chức trưởng điều hành công ty ủng hộ việc xúc tiến này. Các viên chức này nói rằng các nghiên cứu kinh tế cho thấy việc gia tăng lương tối thiểu hữu hiệu trong việc giảm bớt nghèo túng, trong khi cũng giảm thiểu chi phí thay thế công nhân cho doanh nghiệp. Ông Obama còn đề nghị tăng lương tối thiểu của những người được hưởng tiền chip và tính tiền lương này theo làm phát. Như dự đoán, ông Obama đã loan báo trong bài diễn văn việc khởi sự các cuộc thương thuyết về phi mậu dịch giữa Hoa Kỳ và khối Liên Âu gồm 27 quốc gia như là một phần của việc thúc đẩy để cho người dân Mỹ có khả năng cạnh tranh trên nền kinh tế toàn cầu. Ông Obama đã đề nghị một chương trình mới để cho tất cả các em bé 4 tuổi được nhập học trường mẫu giáo. Ông Rubio cho rằng chính phủ càng lớn càng gây ra thêm vấn đề. Nhân danh đảng Cộng hòa để đáp lại bài diễn văn trước quốc dân của Tổng thống Barack Obama. Thượng nghị sĩ Marco Rubio vào tối thứ Ba đã cho rằng những lời kêu gọi của Tổng thống cho việc đầu tư của chính phủ là sự hướng dẫn sai lầm và có tiềm năng phá hoại trong khi đồng ý với tổng thống về một số vấn đề và nêu lên giọng điều lạc quan cho tương lai ông rubio tìm cách đưa ra một sự thay thế bảo thủ đối với chương trình làm việc của ông obama ông rubio cáo buộc rằng tổng thống obama xem nền kinh tế tự do xí nghiệp như là nguyên nhân gây ra rắc rối theo ông rubio ý kiến cho rằng tăng thuế và tăng chi tiêu trong chính phủ là cách tốt nhất để giúp cho những người đóng thuế thuộc giới có lợi tức trung bình và siêng năng làm việc chỉ là một ý kiến cũ bị thất bại mỗi khi cố thực hiện Ông nói một chính phủ lớn hơn sẽ không giúp dân chúng tiến tới và tạo ra thêm cơ hội, mà sẽ làm cho họ thụt lùi và hạn chế họ. Ông Rubio nêu lên những lĩnh vực qua đó phe Công hòa tin là chính phủ nên hành động, chẳng hạn như chính sách năng lượng. Ông đề cập tới một trong những vấn đề nóng bỏng nhất vào lúc này để kêu gọi giảm bớt bạo động về súng. Tuy nhiên, ông Rubio nói thêm là việc phá hỏng một cách vi hiến những quyền theo đề nghị tu chính án không phải là cách để thực hiện việc đó. Ông Rubio cũng biện hộ cho kế hoạch gây tranh cãi của đảng Cộng hòa để tư hữu hóa một phần chương trình Medicare. Trong khi chỉ trích nặng nề ông Obama về một số vấn đề, vị thượng nghị sĩ Cộng hòa này đã tìm thấy sự tương đồng trong vài lĩnh vực với Tổng thống. Cả hai đều muốn đơn giản hóa luật thuế và cải tổ hệ thống di trú. Ông Rubio là một phần của một nhóm lưỡng đảng gốc Latin đang làm việc trên vấn đề cải tổ di trú. Và với tư cách là một người Mỹ gốc Cuba, lập trường đi lên của ông trong đảng Cộng hòa được xem là một biểu hiện cho nỗ lực của đảng để vươn tới những người gốc Latin. Ông Rubio đã đọc bài diễn văn bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha. Kế hoạch an ninh mạng của Hoa Kỳ nhắm vào việc giữ cho Trung Cộng đứng ngoài hệ thống của Mỹ. Hôm thứ Ba, Tổng thống Barack Obama đã ký một sắc lệnh hành chánh nhằm giúp bảo vệ hệ thống điện toán của những ngành tối quan trọng trên nước Mỹ khỏi bị tấn công vào mạng thông tin và thúc giục Quốc hội ban hành một đạo luật thậm chí tiến xa hơn nữa. Sắc lệnh của ông Obama kêu gọi phát triển những tiêu chuẩn tự nguyện để bảo vệ hệ thống điện toán điều khiển các lĩnh vực tối cần của nền kinh tế như các ngành ngân hàng, điện lực và vận chuyển. Nó cũng còn chỉ thị cho Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ và chia sẻ dự kiện đe dọa mật với các công ty đó. Sắc lệnh hành chánh của ông Obama đã trải qua nhiều tháng hình thành và là kết quả của những cuộc điều đình thường gây go với các công ty tư nhân chống lại việc gia tăng quy luật kiểm soát của chính phủ. Theo sắc lệnh của Tổng thống, Viện Quốc gia định chuẩn và kỹ thuật có một năm để hoàn tất một tập tiêu chuẩn tự nguyện và thủ tục giúp cho các công ty đối phó với những nguy cơ về an ninh trên mạng. Tập này phải bao gồm những bước linh động có căn bản thực hiện và chi phí hữu hiệu mà các công ty hạ tầng cơ sở tối cần có thể áp dụng để nhận diện ra những mối nguy cơ đối với hệ thống của họ và những phương cách đối phó với những mối nguy cơ đó. Các viên chức cũng sẽ đưa ra những khích lệ mà chính phủ có thể dùng để khuyến khích các công ty đạt tới những tiêu chuẩn đó và Ngũ Giác Đài sẽ có 4 tháng để đề nghị xem là liệu rằng những tiêu chuẩn an ninh trên mạng có nên được xem xét tới khi Bộ Quốc phòng đưa ra những quyết định về hợp đồng hay không. Quốc hội đã trải qua hơn 3 năm để cố đạt tới một sự thỏa thuận về luật an ninh mạng thông tin. Trước sự thất bại đó và những mối nguy cơ leo thang đối với các hệ thống quan trọng, ông Obama đã đưa ra sắc lệnh này như là một luật tạm thời với hy vọng giới lập pháp sẽ có thể thông qua một dự luật trong năm nay. Ông Obama nhấn mạnh tới lợi ích kinh tế của việc cải tổ di trú. Tổng thống Barack Obama đã nhấn mạnh tới lợi ích kinh tế trong việc cải tổ luật di trú của nước Mỹ trong bài diễn văn trước quốc dân vào tối thứ Ba, khi ông yêu cầu quốc hội hay chuyển cho ông một dự luật để ký thành luật trong vài tháng tới đây. Trong bài diễn văn phần lớn chú trọng vào việc làm, ông Obama nói rằng Hoa Kỳ có thể củng cố nền kinh tế bằng cách thu hút thêm các nhân viên có trình độ kỹ thuật cao từ nước ngoài và thiết lập con đường dẫn tới quyền công dân cho những người nhập cảnh bất hợp pháp không giống như một số các đề luật khác của ông Obama, kế hoạch di trú có một cơ hội được thông qua ở lượng viện quốc hội bởi vì khối gia tăng cử tri đoàn gốc Latin. Trong khi đó, phe Cộng hòa lo lắng bị đưa tới tình trạng không thích hợp nếu họ không tích cực hơn trong việc kêu gọi những người Hispanic mà Pew Hispanic Center ước đoán sẽ chiếm gần một phần ba dân số Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ này. Nạn di dân bất hợp pháp đã giảm bớt nhiều kể từ lần sau cùng quốc hội cứu xét tới vấn đề này hồi năm 2007, phần lớn bởi vì sự tục hậu kinh tế. Điều này đã làm dịu bớt những mối quan tâm cho rằng di dân đang lấy mất việc làm của Mỹ hay phá vỡ các cộng đồng Hoa Kỳ. Đồng thời, các tổ chức kinh doanh và nghiệp đoàn cũng đang gia tăng bực dọc đối với các hạn chế của một hệ thống phần lớn được xem là đã hỏng. Các công ty kỹ thuật cao cũng cho rằng chương trình hạn chế giấy chiếu kháng đang gây phương hại cho sự đổi mới bằng cách hạn chế một số công nhân có kỹ năng mà họ có thể tuyển dụng từ nước ngoài. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng ở đây bản tin qua tin đúng sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo